Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mưa ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhanh, có chăng chỉ là mưa dông cục bộ vào chiều tối. Còn vào ban ngày thì trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức 31 cho đến 34 độ. Cùng chung xu thế giảm mưa, hôm nay và ngày mai thủ đô Hà Nội phổ biến với trạng thái nắng mây đan xen, cường độ nắng chưa quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong hai ngày thứ tư và thứ năm ở mức là 34 độ. Sang ngày thứ 6 và thứ 7, do trời có mưa trở lại vào thời điểm tối và sáng cho nên nhiệt độ giảm nhẹ, còn khoảng 32 độ. Thời tiết đang rất thuận lợi cho các em thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2018-2019. Chúc các em sẽ bình tĩnh, tự tin và có một kỳ thi tốt. Tiếp tục với thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ. Hoàn lưu phía Tây của bão số 2 đang gây thời tiết xấu trên đất liền các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Trong hôm nay có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động quanh mức 31 đến 34 độ. Còn đối với các tỉnh thành, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa sẽ giảm dần về cường độ, chỉ còn tập trung rải rác vào đêm và sáng tại một số tỉnh thuộc phía Bắc, còn vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên từ 1 đến 2 độ, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam hoạt động mạnh cho nên về chiều tối nay, mưa rào và dông vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Lưu ý tại một số tỉnh ven biển Nam Bộ như là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, trong cơn dông vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Mưa có thể đi kèm với dông lốc lại diễn ra ở nhiều nơi, cho nên nền nhiệt độ trong ngày tại khu vực này không ở mức cao, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Còn khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 cho đến 30 độ. Trên biển, cơn bão số 2 vẫn đang tiếp tục di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 km. Đến 16 giờ ngày mùng 7 tháng 6, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc và mỗi giờ đi được khoảng 5 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, hôm nay ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa vẫn còn có mưa dông mạnh, gió mạnh từ cấp 6 cho đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Khu vực Nam Biển Đông thì mưa dông chủ yếu xảy ra ở phần phía Bắc, quanh khu vực quần đảo Trường Sa, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và khả năng là có gió giật kèm theo lốc xoáy trong cơn dông. Gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 và giật trên cấp 6, sóng cao và biển động. Như vậy là cơn bão số 2 vẫn đang gây thời tiết xấu cho vùng biển Bắc Biển Đông, ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ. Còn trên đất liền, đáng chú ý là khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Các khu vực khác thời tiết ổn định dần. Bản tin thời tiết sáng ngày 6 tháng 6 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.